những người cơ tu đang trở về ngôi làng của mình, nơi ẩn náu trong rừng đã hàng trăm năm qua. Những gì diễn ra tại ngôi làng đặc biệt này có thể khiến chúng ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Cùng tưởng tượng một ngôi làng được các mùa cai quản, nơi mà con người và các loài động vật cùng chung sống, cùng xây dựng nên một ngôi nhà chung cần thiết để tồn tại. Già làng Alamzen lớn lên trong một môi trường như vậy. Ở tuổi 67, ông chính là người giữ nhịp sống ổn định cho ngôi nhà chung này, một ngôi nhà dành cho tất cả. Nằm ở đầu con nước Mơ Răng, thượng nguồn của dòng sông A Vương, ngôi làng A Un hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài kể từ ngày lập làng. Đến nay, làng chưa từng có điện, đường, trạm y tế và sóng điện thoại. Để vào được ngôi làng này, phải vượt qua 16 km đường rừng mà không có loại phương tiện nào có thể sử dụng được, ngoài cách đi bộ. Năm 2003, A Un mới xuất hiện trên bản đồ hành chính thuộc xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Không khí dưới dưới kia là vì đất không có đất bằng, là một thứ hai là vì là cái đất dưới kia là nó ranh giới người khác, cho nên không cho là mình chọn lại ở đây có đất bằng, có nó thuận lợi lại là cho mình được chỗ làm ăn đời sống của con cháu. Thì cuộc sống thì nói chung cũng không có buồn. Cuộc sống thì thấy cũng vui vẻ, nói chung cũng gần canh tác thì cũng gần, ví dụ mình đi hái lượm bắt này kia, cuộc sống hàng ngày ấy, tập quán của họ là cũng có được, cho nên họ không có suy nghĩ nhiều về vấn đề mà ra ngoài đường để có cái này có cái kia, họ không suy nghĩ nhiều gì đó. Dù biệt lập với thế giới bên ngoài, song người A Un đã nhận thức được rất sớm, muốn tồn tại lâu dài, nhất định phải bảo vệ rừng. Thật khó có thể diễn tả được sợi dây liên kết bền chặt giữa người dân nơi đây với rừng. Đó là một tình cảm thiêng liêng, gắn kết và bền vững xuyên suốt hàng trăm năm qua, đã tạo thành hệ sinh thái cân bằng giữa con người, rừng cây, loài vật. Một chú bọ cánh cứng kẹp kìm đang đi tìm thức ăn. Nhựa của một số loài cây trong làng là thức ăn ưa thích của chúng. Những con bọ cánh cứng này được đặt tên như vậy bởi phần trước của chúng giống như chiếc gọng kìm. Chúng sử dụng chiếc kìm như một vũ khí để giao tranh cùng những con đực khác nhằm tranh giành lãnh thổ và bạn tình. Thank you.
các cuộc đấu vật thường xuyên diễn ra bất kể ngày đêm. Con thắng kẹp con thua lên lưng. Khi giao chiến ở trên cây cao cả chục mét, cuộc chiến có thể là cái chết. Ngược lại, kẻ chiến thắng sẽ có tự do trên lãnh thổ với nguồn thức ăn dồi dào. Già làng Alangeng cùng với dân bản đi bắt cá suối. Cá liên, một loài cá lạ, thật khó để có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Chúng sinh sống tại dòng sông chảy qua làng. Theo các bậc cao niên, sở dĩ gọi cá liên là cá đại ngàn, bởi loài cá này chỉ sinh sống ở các con suối vùng núi cao trên dãy Trường Sơn. Cá được bắt sống về thả tiếp ở ao làng. Ở Aun, mỗi nhà đều đào một ao nhỏ để nuôi loài cá này. Cá liên là loài cá để làm một trong những đặc sản của người Cơ Tu, thường chế biến và thưởng thức vào mỗi dịp Tết. Đối với đồng bào Cơ Tu, làng nào không có nhà gươn không thể gọi là làng văn hóa. Nhà gươn là tài sản chung, là không gian sống động, linh thiêng, hiện diện như một linh hồn sống, là sức mạnh, sự gắn kết cộng đồng của dân làng. Già làng Alangeng đã triệu tập dân làng đến nhà gươn để cùng bàn một việc hệ trọng. Theo già làng, nhà gươn hiện tại đã trở nên chật chội khi dân số của làng ngày một tăng theo thời gian. Vì vậy, toàn thể dân làng cùng bàn bạc và đi đến thống nhất sẽ làm nhà gươn mới rộng rãi hơn, đẹp hơn trong lúc nông nhàn. Dân làng đã chọn thời điểm khởi công khi vào mùa gieo hạt kết thúc và sẽ hoàn thành nhà gươn trước khi mùa lúa chín. Cái ý nhà gươn này là cái ý là phải tập trung là khi nào là hay hoặc là phải đi họp hay hoặc là có gì là đám cưới là tập trung phải làm nhà gươn. Thì không phải nó tập trung cái chỗ nhà gia đình nhá thì không đủ mà phải làm là gừa là phải làm nhà rồng đó, mà tập trung khách cùng đến đó mà người thôn đó là phải tập trung cái chỗ nhà gừa. Mùa xuân là mùa người Aun đốt rẫy. Cho của những cây này là loại phân bón tốt cho cây trồng. Chúng tạo ra môi trường lý tưởng cho hạt thóc nảy mầm và duy trì độ dinh dưỡng trong quá trình cây lúa phát triển. Khi công việc tỉa hạt kết thúc, cũng là thời điểm dân làng tập trung làm nhà gươn. Nhà gươn của đồng bào Cơ Tu xây dựng theo một phong cách riêng biệt, thể hiện rõ nét văn hóa riêng có của dân tộc này và được chính bàn tay, khối óc của cả làng làm nên. Gươn có một cái trụ to ở chính giữa, xung quanh nhiều trụ nhỏ kết nối với nhau thành hệ thống vững chắc. Cây cột này khẳng định uy quyền,
sự lớn mạnh của bản làng. Mình làm cái cốt nhà thì cái cốt giữa của cốt to thì cái đó là mình tính là cái già làng. Thì còn cái cốt khác là giống như bí thư chi bộ này, giống như trưởng ban này, giống như thôn trường này, giống như công an viên, đó là con trùng. Đó, cái mục đích cái đấy. Theo quan niệm của người Cơ Tu, nhà gươn là nơi cư ngụ của thần linh, ông bà, tổ tiên họ. Trong gươn, mọi người không được cãi vã mà luôn đoàn kết, đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Vì sự tồn tại và phát triển giống nòi của cộng đồng người Cơ Tu. Các người thợ Cơ Tu cũng hết sức cẩn trọng và tuân thủ theo các luật tục, các điều cấm kỵ đã lưu truyền bao đời nay. Kiêng kỵ là cái nữa là phải lúc mình làm thì rắn không ăn, rắn hổ mang không cho ăn, đó, còn chôn hôi không cho ăn. Đó, lúc mình làm thì dù có người thôn nào thì có bí mật là mình không dám vô, không dám đến, bởi vì cái nhà gươn mình là chưa làm, chưa xong, chưa canh thành là không được bao giờ vào. Đó, là phải cứ cho nó. Mình nếu mình canh thành được rồi á thì mình đi thoải mái,